1, 2, 3. Đúng không? Đúng không? Người ta nói 1m68 rồi mà hôm nay không nói chương trình anh có về. Ngồi xuống đi, rồi quà gì mở chị Tường coi coi. Cái thiệp em từ làng cô giáo mầm non lên. À, cô giáo mầm non có cái thiệp ta ghi dĩ chổng. Này giống cái que quá hả? Gì? Que, này cái cây que nè, cái cây que đó, ý nó có cái cây que. Đúng nó que thử thai. Bậy nữa chị, bởi vậy em làm gì biết cái đó mà chị nói vậy. Có mở không em? Có, rút cái đó là có ghi cái chữ ở trên dưới á chị. Trời ơi, đó, đọc đi. Gặp này rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rồi, anh cũng rất vui được gặp em. Trời ơi, thấy thương ghê không? Bây giờ mời các bạn đến buổi ăn trưa. Mình vừa ăn mình vừa trò chuyện ha. Là món ăn của nhà hàng chả cá Đế Vương. Mình vừa ăn, thưởng thức hương vị của nó và mình vừa trò chuyện với nhau ha. Ít phút chị Tường quay lại. Bây giờ không gian là dành cho hai đứa rồi đó, tự nhiên đi. Chúc hai bạn ngon miệng. Thích ăn món gì nhất? Anh à, anh rất là dễ ăn, món gì anh ăn cũng được. Em thì nói với ba chị em thì em dễ ăn nhất, nhưng mà đối với người khác thì cũng không có dễ ăn. Yeah. Không thích ăn cá. Em không thích ăn cá. Em không thích ăn cá nhưng mà tùy món cá thôi. Nhà anh là giờ là còn có mình anh là chưa lập gia đình hay là sao? Nhà anh thì còn anh với người em út nữa, chưa lập gia đình. Cái em giữa là lập gia đình rồi. Dạ giống em. Nhà em thì cũng có nhà ba chị em gái thì cô em giữa thì lấy chồng có một bé rồi. Còn hai người chưa. Sao mà nhà anh với nhà em sao giống nhau vậy? Nhà ba anh em trai, nhà ba chị em gái. Dạ. Em giữa thì cũng có gia đình, có con về 3 tuổi rồi. Như ví dụ mà bây giờ như em như anh với em rồi anh có thể hẹn em là đi qua nhà em rồi chở em đi chơi ăn uống gì đó được không? Dạ được anh, cái đó bình thường mà. À. Dạ. Tại vì mình cũng cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thì mình phải đi chơi hay là gì thì mình mới biết được chứ đâu có thể nào. Đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Dạ. Như em đi chơi vậy em thích đi chơi vậy? Những chỗ nào? Thường thường nếu mà con gái thì thường hay đi chơi thì có khi đi xem phim, uống trà sữa hay là đi dạo phố thì này thì thôi. Anh qua rước em, anh chở em ra như đi ra tới quận nhất rồi đi phố đi bộ rồi đi xem phim rồi đi ăn uống ở ngoài đó được không? Cái đó nếu như mà ngày hôm sau mình rảnh á thì đi được, chứ mà cái đấy cũng cực cho anh. Anh chạy xuống em, anh chở em đi lên đó xong rồi anh chở em về. Anh á thì anh quen mình gái anh không sợ cực, mà sao em sợ cực được? Thấy cũng tội cho người ta chứ anh. Nói chung là mình đâu phải là cứ quen nhau là phải bắt người ta chạy vòng rã như vậy đi đâu hết đâu. Mình cũng phải, nói chung là mình cũng phải biết thương người ta một chút xíu chứ không lẽ cứ bắt người ta lúc nào cũng là chở em từ Bình Dương lên thành phố rồi xong rồi từ thành phố về Bình Dương làm sao, đâu có sức đâu mà ngày mai làm nổi. Vậy thì chở em ở gần ở nhà em uống trà sữa hay là đi xem phim ở đâu, những gặp chiếu phim nào ở gần đó cũng được. Mà ở trên em á, gần đó có gặp chiếu phim nào không? Dạ cũng có anh. Thành phố Bình Dương thì có. Đừng có lo hết trơn á, ta chưa có người yêu nữa cho nên ta chăm sóc người yêu dữ lắm. Dạ. Dạ còn nãy giờ có hỏi gì ý định bạn rồi nói gì về chuyện tình yêu, hỏi tình yêu rồi gì chưa? Em chưa hỏi nữa. Mới hỏi đi chơi thôi phải không? Mới hỏi đi chơi mà. Bây giờ hỏi thử coi giờ là em muốn chừng nào lấy chồng, hay là cái quan điểm của em về tình yêu hay là về hôn nhân như thế nào? Em cái quan điểm về tình yêu của em như thế nào em? Em xác định là yêu là cưới chứ không phải yêu là giỡn. Tại vì mình cũng lớn tuổi rồi. Năm nay cũng 29 30 hết rồi. Nên bây giờ mình quen là mình xác định là có đi tới được với nhau không. Thì nếu mà đi tới được thì mình đi tới luôn, còn nếu không được thì dứt luôn để cho người ta đi tìm người khác. Thì cũng giống như anh á, anh cũng giống như em, mình suy nghĩ vậy. Thì giờ cũng lớn rồi, giống như em 29, anh là 30 rồi. Thì giờ với quen rồi mình tìm hiểu mà cảm thấy được thì mình quen lâu dài luôn. Còn không được thì mình làm bạn gì đó. Nhưng mà rồi bây giờ là chưa có tình trường, chưa quen ai, em muốn chịu muốn sống thử không, hay là lấy rồi phải đám cưới rồi mới ở chung với nhau? Ví dụ như mình ở trước cưới được không, ở thử có hợp không rồi mới cưới được không? Thôi giờ thì mỗi giờ lấy xong rồi lấy nhau xong rồi ở chưa? Sao kỳ vậy? Dạ. Con trai thì thường tôi muốn ở trước không á? Cái đó là do với những người kia thôi, còn em tính em á là em quen á là em muốn cái người đó là hai người rồi quen được rồi tìm hiểu nói hai bên cưới hỏi rồi về rồi mới có sống. Rồi lúc đó về rồi sống mà không hợp nhau rồi sao? Lấy nhau về rồi sống với nhau mà không hợp đó là do em với người em quen không trao cho nhau cái cơ hội thì mới không hợp. Tôi nói không hợp cái vụ kia kìa, cái vụ vợ chồng á, lấy về rồi mọi thứ hợp hết mà cái chuyện đó không hợp có tin sao? Lúc đó hả? Khó ha. Khó là chị. Khó mày hỏi chứ. Khó mày hỏi à. Thấy em thẳng thắn thiệt tình quá chị mới hỏi đó. Dạ.
mà chị hỏi thì con hốc búa quá em. Trời, phải hốc chứ. Thì lúc đó là phụ nữ là chịu hợp tác với em thì mới hợp được chứ. Còn người phụ nữ không chịu hợp tác với em thì sao mà hợp được. Em thấy sao em? Giả tỷ mà đó, trường hợp như vậy luôn đó, lấy nhau về em có chịu thử trước khi cưới không? Rồi bây giờ lấy về mới đêm động phòng mới vậy đúng không? Rồi rủi không hợp rồi sao? Cái đó tính sao vậy? Tính sao là tính sao? Không biết. Có chịu hợp tác với ảnh không? Dạ thì nếu mà lấy nhau rồi thì phải hợp tác. Lấy nhau phải hợp tác phải không? Rồi cưới luôn đi, tôi thấy cặp này cưới được rồi đó. Bây giờ thì Tường xin mời người thân của hai bạn vào đây để mình trò chuyện thêm một chút xíu nữa nha. Dạ mời cô ạ. Dạ chào cô. Cô là mẹ của Trọng à? Dạ. Còn em là gì? Em là bạn thân của ạ. Thân không? Chơi nhau bao lâu mà thân? Cũng lâu rồi chị. Dạ thưa cô, nãy giờ cô nghe hai bạn trò chuyện vậy thì cô cảm nhận sao cô? Cô cảm thấy cô mến à. Dạ. Bạn gái. Dạ. Mà nhà Trọng nó có tật xấu gì không cô? Không, cái chuyện mà ăn nói á, thì nó không có lưu lót. Nhưng lại như La La mà ăn thì rất là giỏi. Ông nãy giờ thấy nói chuyện cũng hay quá trời luôn á. Nó nói nhiều khi nó còn khờ. Mà cô giờ cô nôn có dâu chưa? Con hỏi thiệt. Nôn, rất là nôn. Nôn rất là nôn nha. Em chào cô đi em, rồi hỏi thăm vài câu đi nè. Chào con. Dạ cô đến đây sớm không cô? Đã có lâu đến thì từ hồi 11 giờ chưa dạ. Rồi hôm nay bạn trai đi là có mẹ rồi theo đàng hoàng ha. Đây có em là... Em là em gái. Em ruột hả cưng? Dạ. Ồ sao em cao hơn chị vậy? Hôm nay thấy cuộc trò chuyện của hai anh chị em thấy sao? Dạ thấy hai người nói chuyện cũng nhận xét thẳng thắn đi, thấy anh Trọng này sao? Dạ nói chung là thấy cũng được chị. Ổn không? Dạ ổn. Em muốn hỏi ổng gì không? Hỏi thế chị, nhiều khi chị ngại chị không dám hỏi á. Dạ chị muốn hỏi anh là tại vì ở nhà là đúng không chị? Rồi sao nữa? Em cũng có tiền trả, em là người có lấy chồng rồi cho nên em muốn hỏi nếu ví dụ như mà có một người nào đó mà muốn như là nói điều không hay với chị em thì anh có đứng ra bảo vệ không? Đó là tất nhiên rồi, anh thương chị em thì anh phải bảo vệ chị em mà. Người đó nói chuyện không hay với chị em thì để anh nói chuyện lại với người đó. Dù người đó là người bên họ hàng anh nói điều đó nhưng mà anh biết là chị em không có, anh có đứng ra bảo vệ chị em hay không? Tất nhiên là phải có rồi, thì nói vào bên dòng họ anh mà nói về ví dụ chị em là vợ anh đi, rồi bây giờ là chị em không sai mà bên dòng họ anh nói chị em là sai thì tất nhiên anh sẽ đứng về phía của vợ anh, là anh sẽ bên về vợ anh. Dạ. Em chỉ muốn hỏi như vậy thôi chứ. Rồi nghe hỏi một câu là thấy là cũng đang có những nỗi niềm nè, thấy không? Thấy là thấy có nỗi niềm rồi. Thế là chúng là thương chị. Dạ thương chị nhưng mà lấy chồng rồi hả cưng? Dạ. Ồ lấy chồng sớm quá. Em muốn chị hai không cần là những người giàu sang hay là gì đó, em muốn anh để em là người thương chị em và bảo vệ chị. Rồi được rồi, ngồi xuống đi cưng. Rồi thế con cảm ơn gia đình. Rồi cảm ơn em nha. Rồi để nha. Mình tiếp tục coi hai bạn này sẽ như thế nào. Dạ cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ dạ dạ. Bây giờ chị cho hai bạn bóc vài cái lá bài của chương trình. Đây là những cái yêu cầu chương trình đưa ra này, vui thôi để cho mình thư giãn xíu ha. Rồi đọc bóc ngược lá đi. Rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Bạn nam hãy thể hiện sức khỏe bằng việc hít đất 10 cái. Thì quá đơn giản rồi. Trước đó. Cái sân đó của em đó. Để hả chị? Cái sân đó của em đó. Đếm đi em gái đếm đi em gái. Trời, nhỏ nhiệt tình ghê, đếm đi cưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chào cái lên ạ. Bóc lá đi cưng, đọc lớn lên giùm chị Tường. Hai bạn hãy ôm nhau 30 giây để thử cảm xúc. Hay. Thưởng liền, vừa mới mệt cái được thưởng liền. Em thích điều đó. Quá. Mới vừa cực cái được thưởng liền. Rồi đứng lên đi em. Mình ôm nhau một chút xíu. Đây cũng là cái điều mà chị muốn hai ba em. Tại vì nói là một chuyện. Mình đứng gần coi có cái điện gì nó trôi. Ôm chặt vô. Đúng rồi. Hít đi. Cơ hội 30 giây đó. Đó. Đó giờ chưa có bạn gái luôn. Chưa biết làm gì trơn á. Thấy thương không nhỏ, nhiệt tình hết sức. Đúng 30 giây chưa ông ngoại cha? Anh biết đâu chị nói chưa, nói này mới biết đâu. Chưa, đứng bên đó nói cảm xúc, nhìn nhau nói chuyện với nhau. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, xinh đẹp, như cái mẫu người anh đang hằng mơ ước kìa. Rồi được rồi, thôi được rồi, lời rồi, về đi. Giờ nhìn thẳng mặt nhau đi. Giờ có muốn nói gì nữa không? Bây giờ là đến lúc bấm nút hẹn hò rồi đó. Nếu mà bấm nút thì là hẹn hò với nhau, mà không bấm là không hẹn. Thì cái quyền quyết định là hai em thôi. Ý kiến người thân rồi, chị Tường cũng phân tích tạo điều kiện. Ôm nhau cũng được ôm rồi, ăn chung với nhau buổi luôn rồi. Bây giờ con muốn nói điều gì trong cái giây phút cuối cùng trước khi đưa ra quyết định nữa. Mỗi người 30 giây thôi, nói một câu thật lòng. Mình đang suy nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nói đi, thể hiện cơ hội cuối cùng để thuyết phục đối diện, người đối phương của mình. Hôm nay đến với chương trình này thì mình gặp nhau mới đây cũng chưa được nhiều. Thì anh thật lòng anh muốn là mình hãy cho nhau một cái cơ hội để còn tìm hiểu
nhau, rồi còn đi qua nhà em chơi, rồi để còn sau này á mình còn tiến đến một cái xa hơn, để là lấy nhau rồi về có con cái rồi cho mẹ anh hay bên nhà mẹ em gì đó vui. Em thấy được không? Dạ, được. Thì mình đến với chương trình này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau rồi, thì mình cứ cho nhau một cơ hội để xem nếu mà được đi xa hơn thì mình sẽ cùng nhau đi xa hơn. Được rồi, vậy em thấy được rồi đó. Được chưa? Giờ bấm nút được chưa? Để cho em bấm trước được không? Đặt tay vào nút bấm. Từ từ đặt tay nút bấm. Đặt tay vô. 1 2 3 Hết thời gian. Giờ thành bạn gái rồi nè, qua đây. Qua đây nắm tay. Đó, bây giờ là thành bạn gái rồi đó. Đây, trình. Gì vậy, móc gì vậy, cho tiền hả? Móc gì vậy? Em tặng quà cho bạn gái. Có quà hả? Có. Sao nãy giờ không tặng? Nãy em tặng con trước rồi, giờ em tặng quà sao? À, là cái này bấm nút mới tặng? Không phải, lúc em tặng trước cũng được nữa, nhưng mà em để cái này nó là hồi hộp hơn. Chứ là xác định em là tặng quà cho bạn gái mà. Dạ. Để đeo cho em được không? Ồ, dễ thương quá. Vừa nhiệt tình, có sức khỏe, ga lăng, còn sành điệu nữa chứ. Cái chuyện mua nào vậy Tân? Dạ, em mua lâu lắm rồi chị. Đó coi. Em mua để dành để tặng bạn gái em mà. Dạ hả? Dạ. Ga lăng thiệt chứ. Dán tóc lên cho ủng hộ nhỏ đi cưng. Ừ đó. Đó rồi xong, cố tình, cố tình. Rồi cố tình. Đây. Được rồi chắc. Rồi giờ dán tóc lên cho ta đi. Không có. Có. Cho mình đeo qua đây. Đúng rồi, đeo trước cho mình lọt ra làm sao. Dạ, thông minh. Hết sức luôn. Quá xoay lại cho anh ta. Chưa, từ từ, chị cứ bình tĩnh. Chị phải bình tĩnh. Rồi, dán tóc lên, ra đằng sau. Đó. Quá đẹp luôn. Chúng ta đi, hai đứa đẹp đôi lắm đó. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay là tụi em thật sự vui. Và hy vọng là với sự chứng kiến của những người thân của mình nha. Chị là chị thấy là cái gọi là cái gọi là nổi da gà nè. Có nghĩa là cái cảm xúc của chị là đi ăn đám cưới của hai đứa này nè. Thế mà lúc đó em mời á, rồi chị có đi không? Cho xe đưa đón đàng hoàng thì dạ, đi. Có chứ, trời, nó riêng chị là nhất rồi. Em sẽ tặng cho chị đàng hoàng. Rồi muốn xe rước chị tới. Còn quan trọng là chị có đến dự đám cưới của quan trọng là hai đứa có cưới nhau không? Phải hai đứa này cưới tôi mới đi. Chứ em cưới vợ khác là tôi không có đi à. Vậy hai mình có cưới nhau, chị đến dự đám cưới không em? Em nói cho chị mừng đi. Đó là tính rồi, em tao quá anh ơi. Bạn giới thiệu giùm em này. Chị Trần Thị Thảo, sinh năm 1975. Hiện là ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Dạ, Trần Thị Thảo 1975 đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Trời ơi, nó là cái đường đi ấy đấy đúng không chị? Nó là cái đường mà đi Châu Đức, Vũng Tàu ấy đúng không? Đúng rồi em. Đúng rồi. Rồi, chị ơi, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Với chị đang làm gì ở Cẩm Mỹ vậy ạ? À? Chị bên kinh doanh tự do, làm thêm bên bất động sản. Kinh doanh bất động sản. Đã, rồi chị sống ở đang chị đang sống ở ở dưới Cẩm Mỹ là chị sống với ai? Chị ở một mình em. Dạ, yeah, sống một mình hả? Trời ơi, nhìn cái nhà có vẻ rộng rãi này, sống một mình hả? Vâng, trợ giúp đó khổ lắm. Trời ơi, mình bao lâu rồi chị? Không, chị độc thân từ trước giờ đó. Chưa lập gia đình lần nào hết. Gì trời, chưa lập gia đình lần nào luôn. Gì trời là sao? Bình thường mà. Chị chưa lập gia đình lần nào hết đó. Ờ, toàn đó là ở nhà một mình, không có sống với ai. Hồi trước chị ở với mẹ. Đi lập nghiệp là... Hồi dạ. xưa chị mẹ, mà mẹ chị mới mất 5 năm mà. Dạ. Chị, cái lý do tại sao mà mải làm kiếm tiền quá hay là như thế nào, hay là kém quá nên là bây giờ vẫn độc toàn thân? Nó chắc cái duyên đó em, cũng kém chút chút. Nhưng mà nó cũng do duyên là một phần nữa. Với lại hồi chị nuôi mẹ chị, mẹ chị bị tai biến mười mấy năm rồi. Là hồi đó là chị cũng không nghĩ đến lập gia đình lo cho mẹ. Đến khi cắt mẹ chị mất là 6 năm, thì khi mẹ mất 1 năm cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng. Rồi cũng có quen một người. Một người xong rồi tính đừng có bật quạt, chị nó bị nhiễu sóng. Chị bật quạt là nó bị nhiễu sóng. Xong rồi cái năm sau 5 năm thì mẹ chị mất được 1 năm. Thì cách đây 5 năm cũng quen một người. Cũng tính đến chuyện hôn nhân, chuẩn bị rồi thì biết được là anh ta cắm sừng. Thế là thôi. Ngưng từ hồi đó đến giờ luôn. Ờ.
rồi chị muốn tìm mẫu người như thế nào? Chị thì chắc là nhìn này là có vẻ là cũng năng động, cũng thích hát hò không? Có hát hò này là biết rồi, thích hát hò, thích kiểu văn nghệ văn rừng vui vẻ rồi đúng không? Đúng rồi, vui vẻ vui vẻ. Ghê thiệt, nhìn mà biết thích hát hò luôn, ghê thiệt. Thôi nhìn tưởng là biết rồi. Một người năng động một xíu, nói chung là kinh tế kho thì không quan trọng nhưng mà công việc phải ổn định một chút. Kinh tế thì không quan trọng lắm đâu, nhưng mà quan trọng nhất là đạo đức, biết sống. Đặc biệt là đừng có hô nha, chị sợ hô lắm. Rồi chị hình như là gốc Bắc hả? Chị Bắc năm tư em. Bắc năm tư. Chị gốc Bắc. Bắc năm tư. Về tuổi tác của bạn trai thì sao, rồi người ta ly hôn, rồi người ta giờ lên chức ông nội ông ngoại này kia rồi được không? Ý là nhưng mà tuổi đừng có, tức là như vậy là chị cũng cái nhược điểm của chị là kiểu như là tuổi của chị thì lớn nhưng mà trong công việc á, thì làm ăn rất là logic, đâu ra đó đàng hoàng, nhưng mà ngoài cái công việc á, thì cái tuổi của chị nó bị trẻ hơn so với tuổi á. Cái người mà già quá thì chị sợ là chị không người ta mình kiểu như là chị cái tính trẻ vậy đó. Nói chung là bây giờ là lớn hơn chị, maximum lớn hơn chị là bao nhiêu tuổi đi ạ? Lớn hơn là 5 tuổi đổ lại thôi em. Dạ, lớn hơn 5 tuổi đổ lại rồi. Người ta đã từng đổ vỡ rồi, có được không nè? Đổ vỡ cũng tùy theo tính, nếu mà tính cách ok thì không có vấn đề gì. Trời ơi, chứ giờ đến tuổi chị mà chưa từng đổ vỡ là cũng có vấn đề đó nha. đúng rồi. Thì chị cũng nghĩ như vậy á, đổ vỡ. Nhưng mà thí dụ cảm thấy mà tính cách ok là được. Chứ cũng không quan trọng là có gia đình hay không có gia đình đâu. Nhưng mà chết vợ thì tốt hơn. Thí dụ như là chết vợ thì nó tốt hơn. Còn đôi khi có những người mà họ đổ vỡ nhưng mà tính cách của họ ok thì cũng được. Chỉ quan trọng là cách đó, ứng xử đúng nhân xử thế. Vậy thôi. Dạ rồi. Chị hát một đoạn đi. Chị hát hay chị nhảy này? Cái điểm thế mạnh của chị là hát hay nhảy? Chị hát thôi, chị không nhảy được đâu. Nhưng mà biết hát gì đây trời. Nhưng mà bài Chờ Đông nhá. Rồi, trời ơi, bài đấy em thích lắm á. Chờ Đông, cái yếu điểm của chị là không thuộc lời. Chị được khúc nào thì chị lấy khúc đấy nhá. Dạ. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sáng đông, mùa đông đã băng, em đang tìm mùa đông ái ấm, em đang chờ chờ mùa áo cưới cho em. Không thuộc. Em chạy ra suốt ngày được không? Ngày được không? Không, chị ngày được không chị? Chị không nhảy được. Chị không khiêu vũ đâu cả, em tưởng là chị thích khiêu vũ chứ. Không, rất là mặn, dân làm ăn thôi nhưng rất là mặn. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị nhiều ha. Thì có lịch ghi hình, có người phù hợp, chương trình sẽ liên hệ với chị để check cái lịch ghi hình của chị nha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ, hội với công việc quê quán em ơi. Dạ, em chào mọi người ạ. Em tên là Trần Thị Trà My ạ. Năm nay em 24 tuổi. Em sinh năm 1999 ạ. Em đang ở Đắk Lắk. Em đang là sinh viên năm 2 của ngành điều dưỡng ạ. Mét 60. Ủa sao giờ mới đi học lại hả em? Dạ, hồi trước là em có một chút vấn đề nên em không có đi học được, nên là em mới quay lại học cách đây mấy năm ạ. Vậy là vừa học vừa làm hả? Dạ. Em có đi làm vậy không? Bây giờ em không đi làm, em chỉ đi học thôi ạ. Vậy đi học và ba mẹ vẫn là trợ cấp cho em đi học hả? Dạ vâng ạ. Rồi khi nào mình sẽ ra trường? Theo như ở trường dự kiến là còn tầm hơn một năm nữa là em sẽ ra trường ạ. Nhưng mà trước khi em đi học cái này thì em có làm công việc gì khác không? Tại vì năm nay em cũng 24 tuổi,
24 tuổi rồi đó. Là mình đi học trễ hay là như thế nào? À, dạ hồi trước là em có đi làm cô giáo mầm non được tầm 2 năm, 1 năm mấy ạ. Rồi em đi làm bên nha khoa, rồi em đi làm, nói chung là em cứ đi làm mấy cái công việc bán thời gian đấy chị. Dạ sau này em mới quay lại trường để đi học ạ. Rồi, vậy thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì đi? À, điểm mạnh của em thì em hơi kỹ tính một tí ạ. Còn điểm yếu là em không biết nấu ăn ạ. Có hát hò gì được không? Dạ không ạ, Có tham em gia chỉ các hát hoạt chơi động chơi gì thôi. Em chỉ hát mấy bài hát kiểu chơi chơi thôi chứ còn em không có năng khiếu về hát ạ. không? Em cũng hơi nhút nhát ạ. Rồi, ok. À, về tình trường của em thì sao nhỉ? Dạ em mới có một mối tình ạ, cách đây được gần 3 năm rồi ạ. Ra chia tay. Em nói chung lúc đấy là dịch á chị, nên là không có thời gian gặp mặt nhiều á, thế là cũng nhiều khi có giận dỗi đồ này kia mà không có thời gian gặp mặt để giải thích đồ các kiểu, nên là bọn em thôi ạ. Em muốn có Rồi. người yêu thuộc thuộc ngành công an hoặc bộ đội ý chị. Dạ, mà em thích có người yêu ở gần á, em đang ở hiện tại em đang ở Đắk Lắk nên là em muốn có người yêu là cũng ở gần chỗ em để có thể có nhiều thời gian gặp mặt nhau ấy ạ. Rồi, ok. Nhưng mà ngoài bộ đội, ngoài công an đó thì ngành khác được không? Dạ được ạ. Được, thì bây giờ miêu tả chi tiết đi, về ngoại hình, về tuổi tác các thứ đi nè. Em thích một người cao trên 1m65 là được ạ. Còn tuổi thì hơn em tầm 10 tuổi đổ lại cũng được ạ. Trái hơn 10 tuổi rồi lại đúng không? Dạ, còn em không có yêu cầu gì nhiều về ngoại hình hay là gì hết ạ. Nói chung là em chỉ thích một người mà em ở bên cạnh mà em cảm thấy kiểu mình được an tâm là được ạ. Ok, rồi. Ok, cảm ơn My ha. Hôm nay buổi phỏng vấn sơ lược thôi, có người phù hợp thì là chương trình sẽ báo lịch với em để mình sắp xếp mình đi ghi hình ha. Chị ơi cho em hỏi Rồi, nha. ok. Trước khi mà mình đi ghi hình á thì chương trình có báo trước cho em mấy ngày không ạ? Tại do em đi học á nên là em sợ bị trùng Đúng rồi, chuyến. chương trình sẽ báo trước tầm từ 3 tới 5 ngày nha em. Dạ, em cảm ơn ạ. Ok, Em không có cảm ơn gì ạ. em.